Hai vợ chồng cái anh mà chém nhau thì ảnh có con không? Đúng, họ cũng quý, không đó, họ cũng hỏi. Thì mình nghe mình về nha, người ta đi về với người ta kể rồi lại vậy thôi chứ mình cũng... Là mới xảy ra hồi... Lúc 4 giờ chiều hôm qua. 4 giờ chiều hôm qua. 4 giờ chiều ngày hôm qua là ngày ngày 9 Dương á. Ngày hôm qua luôn á. Nay ngày 10 rồi, đang làm đám của bà cụ dưới rồi. Con xuống thử. Bây giờ em đang chạy đây, em cứ chạy đâm thẳng xuống, cứ chạy thẳng xuống mà nằm phía bên mình đây. Là thấy có đám tang ngoài nhà. Giờ qua tập trung nó đông lắm. Trời ơi, đông lắm em ơi. Vì chấn động quá mà. Có chỗ chui vô. Đông nghẹt đường. Công an cho mình, công an cảnh sát, công an giao thông, cảnh an thì quỷ được luôn. Hai chắc cũng tỉnh về á. Đúng rồi. Về xuống bắt nó ngồi tỉnh quèo à. Quay lên thấy nó ngồi tỉnh quèo trong là bắt ngay hôm qua luôn, bắt cái người đấy hôm qua luôn. Không chạy mà luôn. Để cho bắt luôn. Ra tay dã man quá. Thì cái mình cứ chém một người khi là mình sốt rồi mình sợ vậy đó. Nó quất luôn. Trong nhà là nằm lá. Người ta nói sao không chạy nó chứ lúc có người thân ở trong nhà người ta chạy ra người ta ca chứ nó quất luôn. Cái đó chắc là xảy ra cái gì đó, cái gì nặng nề lắm, cái nào này mà cái gì mình là để xuống dưới cái hai cây sớm em cứ chạy thẳng nó nằm bên mình nè, em cứ chạy xuống, cứ chạy thẳng cái đám ao bên kia.
nói chung là em gia đình cũng khó khăn. Có cái cầu nha, có hai bên cái chồng xuống có cái cầu, em lên cái cầu đó tí xíu đó là cái nhà của bà ngay chỗ đó luôn, ngay cái miếng cầu đó luôn. Là cái ông chồng nó là cái như ở rễ. Người nhà có ở gần đây không là... Nhà của cái anh mà chém người ta đó. Đến nỗi 50 tuổi rồi, anh ấy 50 tuổi. 50 tuổi. Cái người mà chém đó thì... Được nghe tin thì tái sản bất ngờ ra đi. Hôm nay gia đình thì Lê Thủy Đức là xuống cha ở Hòa Hồi để đến viếng và chia buồn cùng gia đình. Trân trọng kính mời quý bác anh chị tiến vào lễ dân hương cho cụ bà. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
nghỉ cùng gia đình để đến viếng và chia buồn cùng gia đình. Và xin trân trọng kính mời quý chú gia lưu lại trong tang đường để dùng bình nước chia sẻ với gia đình. Xin trân trọng kính mời và cảm ơn. Thì cái nhà thì mình thấy là rất là khá giả của chú anh chị, rất là khang trang luôn. Thì nghe nói ở đây anh hàng xóm này mới nói là nhà này là của đất của rể, của con rể chứ không phải là bên vợ. Nói thì anh chẳng nói